Bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị kèm theo khi lựa chọn OneCAD Việt Nam là đơn vị triển khai giải pháp phần mềm Autodesk. Một trong số đó là quyền truy cập vào các khóa học trên hệ thống đào tạo e-learning với tên gọi Autodesk Virtual Course, được phát triển độc quyền bởi công ty OneCAD Việt Nam Autodesk Authorized Training Center. Hệ thống Autodesk Virtual Course được xây dựng và tích lũy qua nhiều năm, mang lại chất lượng đào tạo phần mềm tối ưu nhất. Tất cả các chương trình học trên hệ thống được xây dựng dựa trên giáo trình chính hãng của Autodesk và kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế từ phía giảng viên. Vậy đâu là sự khác biệt của Autodesk Virtual Course so với các khóa học online thông thường? Mỗi học viên khi truy cập vào hệ thống Autodesk Virtual Course sẽ nhận được một lộ trình đào tạo được xây dựng dựa trên đề xuất từ Autodesk. Quá trình và tiến độ học tập được theo dõi một cách chặt chẽ và khoa học. Tiến độ đào tạo của học viên sẽ được đánh giá qua nhiều bài kiểm tra trong suốt quá trình học. Học viên cần hoàn thành bài kiểm tra sau mỗi chương để mở khóa các nội dung tiếp theo. Giao diện sử dụng thân thiện cùng với nội dung liên tục được cập nhật bổ sung giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện và đem lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên. Hệ thống đào tạo Autodesk Virtual Course được xây dựng với tiêu chí kiểm soát được chất lượng học tập. Công ty sẽ được cấp một tài khoản vai trò quản lý, và tài khoản này có thể theo dõi được tiến độ học của tất cả các thành viên của công ty đang tham gia khóa học. Người quản lý sẽ có một cái nhìn bao quát về khả năng sử dụng phần mềm của học viên thông qua điểm số của các bài kiểm tra đã được tổng hợp trên hệ thống. OneCAD Việt Nam mong muốn mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng thông qua việc củng cố hoặc đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm của các nhân sự nhằm có hiệu suất sử dụng các sản phẩm Autodesk tốt nhất.